Kỳ Hưng bức xúc vì Mạc Hồng Quân bị mang ra làm tấm gương xấu khi so sánh với Bùi Tiến Dũng. Chia sẻ bài viết có tựa đề "Chỉ mong Tiến Dũng không là Mạc Hồng Quân thứ hai". Kỳ Hưng bức xúc bảo, đừng so sánh chồng chế kiểu này nha. Em Dũng xứng đáng được tung hô, nhưng chồng chế không phải để chà đạp. Mới đây Kỳ Hưng gây chú ý khi chia sẻ những bức xúc của mình phía sau hậu trường sân cỏ. Theo đó, bà xã Mạc Hồng Quân bày tỏ quan điểm riêng khi ông xã bị mang ra so sánh với Bùi Tiến Dũng, chàng thủ môn quốc dân đang hot nhất mạng xã hội. Đăng bài viết có tựa đề "Chỉ mong Tiến Dũng không là Mạc Hồng Quân thứ hai", Kỳ Hưng bảo, đừng so sánh chồng chế kiểu này nha, em Dũng xứng đáng được tung hô và mình cũng vô cùng thích em ấy. Nhưng chồng chế không phải để chà đạp, dù cho cả thế giới có ghét chồng chế, thì với chế anh ấy vẫn là người chồng tuyệt vời và là người cha chu đáo. Ồn ào của Kỳ Hưng bắt đầu từ bài viết có tựa đề "Chỉ mong Tiến Dũng không là Mạc Hồng Quân thứ hai", sẽ không có gì đáng nói nếu như trong bài không nhắc lại hàng loạt scandal đời tư của chân súp than Quảng Ninh để làm minh chứng nhắc nhở Bùi Tiến Dũng. Cụ thể bài viết đã điểm qua những thành công của Mạc Hồng Quân khi trở về nước đầu quân cho U23 Việt Nam, song tất cả danh tiếng đã bị đổ sông đổ biển vì dính vào vô số scandal tình ái với các bóng hồng xinh đẹp. Chàng cầu thủ Việt Kiều từ một ngôi sao được săn đón trên sân cỏ đã bị mang tiếng là trai hư sát gái showbiz với muôn lời chỉ trích, tố cáo và trách móc, thậm chí nhắc đến Mạc Hồng Quân là khiến người ta nhớ đến những thị phi đời tư thay vì đề cập tới chuyên môn hay thành tích thi đấu. Từ câu chuyện của Mạc Hồng Quân, bài viết đã liên tưởng tới câu chuyện của Bùi Tiến Dũng, cho rằng thủ môn họ Bùi có xuất phát điểm không khác chân sút họ Mạc là mấy, khi cả hai cũng là ngôi sao trên sân cỏ của U23 Việt Nam. Chàng người nhện trong khung gỗ cũng được loạt người đẹp của showbiz như Angela Phương Trinh hay Bảo Anh, Tóc Tiên, Hương Giang thay nhau bày tỏ tình cảm yêu mến. Chính vì những điểm tương đồng này nên nhiều người lo lắng Bùi Tiến Dũng sẽ đi vào vết xe đổ và trở thành một Mạc Hồng Quân thứ hai. Những ngày qua, đội tuyển U23 Việt Nam đạt kỳ tích bước vào vòng chung kết U23 châu Á đang trở thành chủ đề nóng được quan tâm chú ý. Mặc dù lỡ nhịp với cúp vô địch, nhưng với tài năng và cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ của bóng đá trẻ vẫn là những người hùng trong chiều trái tim người hâm mộ Việt Nam. Trong số các cầu thủ tài năng, ngôi sao sáng nhất được gọi tên Bùi Tiến Dũng. Trở thành cái tên hot sau chiến thắng của đội tuyển, chàng trai chứng giữ khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được những lời tỏ tình của dàn mỹ nhân nổi tiếng showbiz Việt. Sau đoạn thả thính của Tiến Dũng với Hoa hậu Mỹ Linh được lan truyền, Angela Phương Trinh là mỹ nhân thứ hai gây xôn xao khi bật mí niềm vui tiếp cận được thủ môn gốc Thanh Hóa. Lộ bản giá cát xê cao ngất ngưỡng của thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ sau vài ngày gây sốt. Theo đó, giá cát xê đi sự kiện chụp hình quảng cáo của thủ thành U23 Bùi Tiến Dũng lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau thành công tại giải vô địch bóng đá châu Á, các cầu thủ U23 trở thành những cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những nhân vật gây sốt nhất. Từ xương cọ đến việc xuất hiện tại các buổi giao lưu hay đơn giản là những hoạt động của chàng thủ thành U23 trên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm cực lớn của các fan. Điển hình như chiều 31 tháng 1, chỉ chưa đầy 20 phút livestream trên mạng Facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng đã thu hút lượng người xem khổng lồ. 50.000 lượt xem trong vòng 2 phút, 30 phút sau khi đăng tải đã hơn 500.000 lượt xem và sau 8 giờ đạt 1,5 triệu lượt xem, những con số vô cùng khủng. Trang cá nhân của anh ngày càng có nhiều người theo dõi, hiện tại đã có hơn 2,6 triệu lượt follow. Với độ hot này, nhiều người dự đoán cách xê của Bùi Tiến Dũng nếu được mời đi dự sự kiện livestream hay chụp hình quảng cáo là không hề nhỏ. Và mới đây, một bản giá cát xê của Bùi Tiến Dũng đã để lộ trên mạng xã hội gây xôn xao cư dân mạng. Theo đó, Bùi Tiến Dũng sẽ hốt bạc khi kiếm hàng nghìn đô tiền bản quyền hình ảnh. Chỉ một bài đăng trên Facebook của anh sẽ thu về 2.500 đô, khoảng 57 triệu đồng. Một lần livestream sẽ kiếm được 5.500 đô, hơn 120 triệu đồng. Cũng theo bản giá này, cát xê dự sự kiện của chàng thủ thành ở khoảng 10.000 đô, khoảng 230 triệu đồng cho một lần tham dự. Chụp ảnh check-in, chụp hình quảng cáo cũng ở mức giá đó, còn giá quay quảng cáo lên đến 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Được biết, giá cát xê này do một đơn vị đại diện bảo trợ thương hiệu của Tiến Dũng đưa ra. Ngoài thủ môn Tiến Dũng, đơn vị này còn đại diện cho các cầu thủ Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nghiêm Xuân Tú. Có thể nói, một ekip hùng hậu đã đứng sau nhằm giúp Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ này nâng tầm hình ảnh của mình. Nhân vật đình đám trên cộng đồng mạng Hiếu Orion
Trần Chí Hiếu chính là một trong những người sáng lập đơn vị đại diện cho Bùi Tiến Dũng và một số cầu thủ trên. Trước đây, anh được biết tới qua những bản nhạc chế, giỏi đàn và vẽ tranh, cũng là người sáng lập Trắng TV, thủ lĩnh của loa phường, đồng thời thường xuyên gây chú ý trên mạng với những status dí dỏm. Ngay sau khi trở về Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đã công khai cảm ơn ekip đứng sau mình, cảm ơn những người luôn ở phía sau hỗ trợ và ủng hộ Dũng trong suốt thời gian qua. Thành công của Dũng không thể thiếu dấu ấn của mọi người. Chia sẻ về chuyện đứng sau những cầu thủ này, Hiếu Orion đã tâm sự rằng mình bắt đầu làm bóng đá từ tháng 11 chứ không phải hùa theo U23. Và ngày ký hợp đồng thương hiệu với Bùi Tiến Dũng cũng đã diễn ra vào thời điểm đó. Hiếu Orion bộc bạch, trước đây anh không phải là người mê bóng đá. Việc nhúng tay vào thế giới của các cầu thủ đến một cách tình cờ, một cơ duyên đặc biệt khi trò chuyện với người bạn của mình là một doanh nhân làm trong ngành môi giới bóng đá. Bị xúc động rớt nước mắt khi nghe kể về đời tuyển thủ đoạt giải quốc tế om om nhưng chẳng ai giúp đỡ. Đâm nghèo lắm, dứt xương bóng lại đi kiếm từng đồng nuôi thân, anh đã quyết tâm làm bóng đá. Từ tháng 11 tôi bắt đầu tìm hiểu bóng đá và thứ khiến tôi thực sự bắt đầu yêu cái môn này chính là các em cầu thủ. Các em nó ngoan và hồn nhiên dễ thương cực kỳ. Khi tôi nhắn cái tin vào group các em nó, yên tâm chiến đấu đi, chúng tôi sẽ giúp các em một cách miễn phí không lấy một đồng nào và thậm chí sẽ gọi thêm nhiều người hỗ trợ các em cái quỹ để có thể được một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình khi các em thi đấu và một nơi để các em về khi giải nghệ. Thì các em nhắn lại, ơ thế là sẽ có lương hưu à, ngây ngô và hồn nhiên kinh đi được. Hiếu Orion kể lại trên trang cá nhân. Mục đích của nhà sáng lập cùng đơn vị của mình là muốn giúp các cầu thủ bài bản hơn trong truyền thông và thương hiệu, vì chỉ khi làm điều đó thì các em nó mới trưởng thành, mới là chuyên nghiệp thực sự. Chứ nếu chỉ biết đá mà trên Facebook nói chuyện như lũ chip hôi thì chả ai tin, mà không ai tin thì không có tài trợ, không có tài trợ thì không có tiền thì lại dễ bị các thói hư khác lôi kéo. Hiếu Orion cho hay, bên cạnh việc các cầu thủ có thêm nhiều tiền, bảo vệ và giữ gìn hình ảnh cho họ, giúp người hâm mộ sẽ có được thông tin và các câu chuyện cập nhật về các cầu thủ của họ. Ekip còn hướng tới việc lập một quỹ để dùng tiền tạo cho các cầu thủ có được những cửa hàng ăn hoặc chuỗi cửa hàng thể thao do chính các cầu thủ đứng tên và có cổ phần. Để khi nào các em nó ngộ nhỡ xuất trượt, ngộ nhỡ gãy chân, ngộ nhỡ bị câu lạc bộ ruồng bỏ, thì vẫn có một nghề nào đó để nuôi sống đàng hoàng. Khi đó các em mới thực sự quan tâm và chiến đấu trên sân cỏ. Và chắc chắn khi đó thì động lực bán đồ sẽ giảm đi rất nhiều. Hiếu Orion bày tỏ. Hành động lạ lùng của Nhã Phương khiến dư luận nghi vấn Trường Giang cầu hôn bất thành. Động thái lạ lùng của Nhã Phương khiến người hâm mộ vô cùng khó hiểu. Tối 18 tháng 1, trong lễ trao giải Mai Vàng 2018, khi lên sân khấu nhận giải, Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương. Ngay sau màn cầu hôn của Trường Giang, Nhã Phương đã đi công tác nước ngoài. Cô cũng từ chối trả lời mọi vấn đề quan tâm của dư luận. Mới đây, Nhã Phương trở về Việt Nam và chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của mình. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra Nhã Phương không còn đeo nhẫn. Theo một số người, có lẽ để thuận tiện cho việc đóng phim nên Nhã Phương đã tháo nhẫn. Nhưng phần lớn ý kiến khác thì nghĩ rằng Nhã Phương đã trải nhẫn và màn cầu hôn bất thành. Không chỉ không còn đeo nhẫn, Nhã Phương cũng có động thái khá lạ lùng khi thông báo với fan hâm mộ về việc lập Instagram mới trong khi Instagram cũ của cô đã có hơn 1,1 triệu người theo dõi. Trên Instagram mới, Nhã Phương chỉ theo dõi 3 người là ca sĩ Sơn Tùng, Bích Phương Idol và Phở Đặc Biệt. Lê Giang Trấn Thành tranh giành sức ảnh hưởng với Bùi Tiến Dũng. Trong clip ghi lại, Lê Giang và Trấn Thành dùng hết cách để chứng minh sự thân thiết của mình với Bùi Tiến Dũng. Trong suốt những ngày qua, Bùi Tiến Dũng và hàng loạt cầu thủ đang thi đấu trong đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau thành tích ngoạn mục tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Với tài năng bắt bóng xuất chúng, ngoại hình soái ca, cách ứng xử đáng yêu, Bùi Tiến Dũng trở thành chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái. Để bày tỏ sự ái mộ của mình với chàng thủ môn điển trai này, nghệ sĩ Lê Giang đã nhanh nhậu xí phần Bùi Tiến Dũng cho cô con gái Lê Lộc của mình, chỉ gọi Bùi Tiến Dũng là con rể một cách vô cùng dí dỏm. Hôm 31 tháng 1, nghệ sĩ Lê Giang và nghệ sĩ Trấn Thành tiếp tục thực hiện một đoạn clip có liên quan đến chàng thủ môn trong mơ của rất nhiều cô gái. Trong clip, Lê Giang vẫn tự xưng là mẹ vợ, còn Trấn Thành xưng là anh họ của Bùi Tiến Dũng, hai người xuất hiện trong tình huống cùng hẹn với chàng thủ môn này ở quán cà phê. Đối đáp qua lại, cả Lê Giang và Trấn Thành đều cố ý tranh giành sức ảnh hưởng với Bùi Tiến Dũng vì cho rằng mình thân thiết hơn.
Sau một hồi, hai người chợt nhận ra rằng mối quan hệ chung với Bùi Tiến Dũng đó thì họ đã trở thành người trong một gia đình. Trong cuộc nói chuyện giả định vui vẻ và dí dỏm, Lê Giang Trấn Thành còn bàn luận rất nhiều thứ liên quan đến U23 Việt Nam và những trận đấu mà đội tuyển đã thi đấu tại giải U23 châu Á vừa rồi. Còn ai dám nghi ngờ giới tính khi thấy nhan sắc con gái của Long Nhật? Long Nhật rất hạnh phúc vì không chỉ được khán giả nhớ đến, mà trong cuộc sống anh còn có thêm 4 người con hết sức đáng yêu. Long Nhật, nam ca sĩ liên tiếp vướng nhiều tin đồn về giới tính nhất nhì làng giải trí Việt. Vì thế rất nhiều người ngưỡng mộ tình cảm mà bà xã anh luôn dành cho Long Nhật giữa rất nhiều việc không hay. Theo đó, giọng ca gốc Huế và bà xã đã có 4 thiên thần, gồm một con trai và 3 cô con gái. Con gái út của Long Nhật mới sinh được vài tháng tuổi, nam ca sĩ rất thương vợ khi mang thai dù đã lớn tuổi. Dù con gái lớn của Long Nhật năm nay 20 tuổi, hiện đang sống cùng bố thành phố Hồ Chí Minh, bà xã anh cùng 3 con sống tại Hải Phòng. Chiều 30 tháng 1, anh dắt con gái đi cùng mình đến một sự kiện xuân cùng các nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ giới thiệu con với đông đảo đồng nghiệp và khán giả. Ít ai biết rằng Long Nhật đã có con gái lớn đến như vậy. Con gái Long Nhật tên thật là Trúc Chi. Cô sở hữu niềm đam mê nghệ thuật giống bố. Đặc biệt, Trúc Chi cũng rất có năng khiếu khi hát nhạc bolero. Dù chỉ mới hơn 20 tuổi, Trúc Chi đã sở hữu vóc dáng và gương mặt xinh xắn, không thua kém gì hot girl. Đưa con gái đến sự kiện, rất nhiều khán giả và nghệ sĩ bất ngờ vì nhìn bề ngoài cả hai giống hai anh em hơn là hai bố con. Long Nhật hiện được xem là một trong những nghệ sĩ đông con nhất nhì showbiz Việt. Anh cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình.